Út Sơi, Út Nghị xin chào tất cả mọi người đang xem. Hôm nay mình có một số cây phôi sầm đá qua Hải Châu giao lưu đến mọi người. Đây là hoa và quả của cây sầm đá. Dòng cây có hoa và quả rất là đẹp. Đầu tiên là cây sầm đá mã C1, giá là 450 bao ship. Cây có chiều cao tầm 35. Cây cốt rất là to. Tiếp theo là cây sầm đá mã C2, giá là 500 bao ship. Một cây sầm đá cốt to, lùng lực. Cây có chiều cao tầm 30. Và đây là cây Hải Châu. Dòng cây có quả và lá rất là đẹp, thích hợp cho mọi người làm cây bonsai. Tiếp tục là lô Hải Châu mã C3. Lô Hải Châu tàn rin bao gồm 3 phôi. 3 cây tàn rin bầu đất rin. Những cây tàn rin sẽ rất là nhanh cho quả. Hải Châu này là dòng Hải Châu sông cầu, dòng Hải Châu có lá rất là đẹp. Lô Hải Châu mã C4, giá là 350 bao ship. Mã C4 bao gồm 2 phôi. Một cây phôi tông cao. Cây này cao tầm 80. Lô Hải Châu mã C5, giá là 350 bao ship, bao gồm 2 phôi, thích hợp cho mọi người làm tiểu cảnh. Chiều cao tầm 40. Những cái này mọi người làm tiểu cảnh hoặc vào chậu mini sẽ rất hay. Lô Hải Châu mã C6, giá là 350 bao ship. Chiều cao tầm 40. Cụm rừng mây đi. Cụm rừng này cao tầm 25. Lô 2 cây C6 giá là 350 bao ship. Tiếp tục là lô Hải Châu mã C7. Giá là 350 bao ship, bao gồm 2 phôi. Hai phôi tàn rin, bầu đất rin. Cây Hải Châu lá tròn rất là đẹp. Dòng lá rất là hay. Chiều cao tầm 25. Lô Hải Châu mã C8, giá là 350 bao ship, bao gồm 3 phôi. Và cuối cùng là lô Hải Châu mã C9, một cây phôi tông cao và một phôi mini, giá là 420 bao ship. Lô C9 bao gồm 2 phôi.
Cây này cao tầm 1 mét. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Đây cũng là số Zalo của mình.